Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên "Trái đất của chúng mình". Trong video ngày hôm nay, ta sẽ tiếp tục cùng nhau đi tìm hiểu phần luyện từ và câu của bài "Một mái nhà chung". Bây giờ cô mời các con cùng bước vào bài tập đầu tiên nhé. Bài tập đầu tiên của chúng ta có nội dung như sau: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Cô có các từ sau. Biển, tiết kiệm nước, phá rừng, sông, núi, bảo vệ động vật hoang dã, đồi, sử dụng túi ni lông, trồng rừng, lãng phí nước, đại dương và tiết kiệm điện. Ứng ừ với các từ ngữ này thì cô có 3 nhóm, đó chính là các dạng địa hình của trái đất, hoạt động bảo vệ trái đất, hoạt động gây hại cho trái đất. Cô sẽ làm mẫu cho các con như sau. Chẳng hạn, trong nhóm các dạng địa hình của trái đất, cô xếp vào đó từ biển. Trồng rừng là một trong những hoạt động bảo vệ trái đất, còn hoạt động gây hại cho trái đất thì cô có phá rừng. Tương tự, các con hãy xếp giúp cô các từ ngữ còn lại vào các nhóm thích hợp nhé. Chúng ta sẽ xếp như sau. Ở trong nhóm các dạng địa hình của trái đất ngoài từ biển thì cô có các từ ngữ còn lại đó là sông núi đồi đại dương trong nhóm hoạt động bảo vệ trái đất thì còn có các từ ngữ tiết kiệm nước bảo vệ động vật hoang dã và tiết kiệm điện cuối cùng các hoạt động gây hại cho trái đất là sử dụng túi ni lông và lãng phí nước có hy vọng qua bài tập này thì các con vừa biết cách sắp xếp được từ ngữ vào các nhóm thích hợp mà vừa có thêm cho hiểu biết của mình về các dạng địa hình của trái đất, một số hoạt động bảo vệ cũng như là gây hại cho trái đất. Bây giờ ta sẽ cùng bước sang bài tập số 2, đó là cùng bạn hỏi đáp về nội dung tranh rồi sau đó viết vào vở câu hỏi câu trả lời của con và của bạn ở đây cô có một bức tranh như sau trong bức tranh thì có khung cảnh của núi rừng có bầu trời có những ngọn núi ở phía xa có một dòng suối và ở đây có các cô chú công nhân đang làm một số công việc để dọn vệ sinh môi trường ví dụ cô có một cặp câu mẫu như sau đó là cô công nhân đang làm gì và trả lời cô ấy đang phát cỏ vậy còn lại các con hãy tương tự dựa vào cặp câu này để đặt những lời hỏi đáp về nội dung của tranh chúng ta có thể hỏi về hoạt động của các cô chú công nhân vì sao các cô chú công nhân lại làm như vậy mục đích của việc làm ấy để làm gì hoặc cũng có thể hỏi về đặc điểm của cảnh vật thiên nhiên trong bức tranh vậy bây giờ các con hãy cùng cô đi hỏi đáp về nội dung của bức tranh này nhé chúng ta có thể có những câu hỏi đáp như sau chú công nhân đang làm gì chú ấy đang vớt rác mọi người làm việc thế nào mọi người làm việc chăm chỉ cô công nhân phát cỏ để làm gì cô công nhân phát cỏ để giúp cây trồng xanh tốt chú công nhân vớt rác để làm gì chú công nhân vớt rác để làm sạch nguồn nước rừng cây thế nào rừng cây xanh tốt như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hỏi đáp về nội dung của bức tranh này rồi đúng không nào các con hãy viết vào vở những câu hỏi và câu trả lời này nhé tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi chuyển những câu dưới đây thành câu cảm hoặc câu khiến cô có bốn câu như sau a nước hồ trong xanh b ánh nắng rực rỡ c chúng ta bỏ rác đúng nơi quy định và d cả lớp có ý thức tiết kiệm giấy viết vậy câu nào thì chuyển thành câu cảm còn câu nào thì chuyển thành câu khiến các con có thể thấy trong câu a và b câu này được dùng để nói về đặc điểm của cảnh vật còn câu c và d thì nói về hoạt động như vậy hai câu a b ta sẽ chuyển thành câu cảm còn hai câu c và d chúng ta sẽ chuyển thành câu khiến khi chuyển một câu kể thành câu cảm các con có thể thêm vào câu các từ cảm thán chẳng hạn như ôi trao ôi quá làm sao biết bao còn với các câu kể mà chúng ta cần chuyển thành câu khiến thì các con hãy thêm những từ bày tỏ ý cầu khiến vào trong câu chẳng hạn như hãy đừng chớ ở đầu câu đi thôi nào ở cuối câu hoặc là đề nghị xin, mong ở đầu câu. Vậy các con hãy dựa vào những gì cô vừa gợi ý, chuyển những câu dưới đây thành câu cảm hoặc câu khiến nhé. Chúng ta có thể chuyển thành những câu cảm và câu khiến như sau. Câu A ta chuyển thành câu cảm, trà, nước hồ trong xanh quá. Câu B ta cũng chuyển thành một câu cảm đó là, ôi, ánh nắng mới rực rỡ làm sao câu c ta chuyển thành một câu khiến đó là chúng ta hãy bỏ rác đúng nơi quy định và câu d ta chuyển thành một câu khiến là đề nghị cả lớp có ý thức tiết kiệm giấy viết như vậy là các con đã nắm được cách chuyển một câu kể thành câu cảm hoặc câu khiến rồi đúng không nào và bài tập này cũng là bài tập cuối cùng trong video ngày hôm nay bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm vn